Showbiz mùng 2 tháng 10, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc khi nhắc tới mẹ đã mất. Hoa hậu nghẹn ngào bật khóc khi nói cô thường đi thăm mộ mẹ. Ban tổ chức đường lên đỉnh Olympia xin lỗi vì sai sót trong trận chung kết. Mới đây, trên trang fanpage chính thức của đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải bài viết đính chính về một câu hỏi trong cuộc thi chung kết năm thứ 22. Đó là câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm trong phần thi về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam. Nguyên Sơn không đưa ra được đáp án cho câu hỏi này và người bấm chuông giành quyền trả lời là Bùi Anh Đức Trung học Phổ thông chuyên Sơn La. Đáp án mà anh Đức đưa ra là Bon nhưng không được chấp nhận. Đáp án của chương trình cho câu hỏi này là Krasnohut. Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm. Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh. Cố vấn chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là Bon. Như vậy, có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là Bon và Krasnohut. Câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác, ban tổ chức lý giải. Theo ban tổ chức, số điểm này không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Xin chân thành cáo lỗi khán giả và cảm ơn đã đồng hành, thông báo của ban tổ chức chương trình. Bài đính chính thu hút khán giả. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì sai sót làm ảnh hưởng đến tâm lý và chiến thuật của thí sinh Bùi Anh Đức. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc. Chia sẻ trong chương trình Chuyển động 24 sau chung kết, Đoàn Thiên Ân cho biết cô chưa tự tin mình là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tôi vui và hạnh phúc khi được đội trước vương miện xinh đẹp này, Thiên Ân nói. Đoàn Thiên Ân chia sẻ hành trình đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của cô không dễ dàng. Cô từng gặp sự cố bị đau chân trong suốt thời gian dự thi. Theo bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Thiên Ân nhận được sự đồng thuận cao từ phía ban giám khảo. Cũng trong chương trình này, Thiên Ân tiết lộ thời điểm cô nặng 75kg là khi học lớp 11. Thiên Ân quyết tâm giảm cân vì yêu thích hình ảnh các người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu. Sau đó, cô gặp biến cố mẹ qua đời khiến Thiên Ân sụt cân. Một tháng tôi lên mộ mẹ một lần. Lúc tôi quyết định tham gia cuộc thi Miss Grand Việt Nam, tôi có nói với mẹ rằng, mẹ ơi, đây là hành trình thứ hai con tham gia không có mẹ. Con hy vọng mẹ luôn bên cạnh và động viên dù con không nhìn thấy mẹ, tân hoa hậu nghẹn ngào. Thiên Ân cho biết cô chưa từng đi nước ngoài và hành trình sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022 cũng là lần đầu cô đi máy bay. Chia sẻ của Thiên Ân khiến bà Phạm Kim Dung và MC Mạnh Cường không khỏi bất ngờ. Chỉ sau 3 ngày đăng quang, Thiên Ân sẽ chính thức lên đường tham dự đấu trường quốc tế. Thiên Ân cho biết sẽ dành thời gian còn lại để tập luyện, trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết. Tăng Chí Vĩ cưỡng hôn người mẫu 26 tuổi. Theo Sina, Tăng Chí Vĩ vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho người mẫu 26 tuổi đến từ Malaysia. Loạt khoảnh khắc Tăng Chí Vĩ hành động thân mật với người mẫu khiến dư luận dậy sóng. Ông thậm chí cưỡng hôn cô ngay trước sự chứng kiến của giàn khách mời. Một người có mặt cho biết quan khách bất ngờ trước hành động của Tăng Chí Vĩ nhưng không ai dám lên tiếng. Cả hai người đáng tuổi cha con nhưng hành động thân mật khiến mọi người đều ái ngại. Cô gái kia cũng lung túng, chỉ biết cười và sau đó cùng cắt bánh kem nhập tiệc, người này nói. Trên Weibo, bài viết Tăng Chí Vĩ cưỡng hôn người mẫu trẻ thu hút sự bàn tán từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, cho biết đây là hành động phản cảm đáng bị lên án của tài tử 69 tuổi.